chương trình đọc truyện đêm chuyện khuya của đài, đài phát đài Bắc thanh Bắc Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Như đã giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Ông cố vấn của nhà văn Hữu Mai. Trước khi đi vào nội dung, xin đôi nét sơ lược về tác giả và tác phẩm. Ông cố vấn là một tiểu thuyết của nhà văn Hữu Mai viết về cuộc đời hoạt động của nhà tình báo Việt Nam Vũ Ngọc Nhạ trong khoảng thời gian từ năm 1958 đến năm 1975. Tác phẩm được xuất bản lần đầu năm 1987, bao gồm 3 tập và được tái bản nhiều lần. Lần tái bản gần nhất năm 2002, khi đó tác phẩm đã được chỉnh, hiệu đính và gom lại thành hai tập. Tác phẩm viết về cuộc đời hoạt động của nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ và mạng lưới tình báo A22. Bằng tài năng của mình, Vũ Ngọc Nhã đã trở thành ông cố vấn đáng tin cậy trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, cung cấp cho Hà Nội những thông tin tình báo quan trọng, góp phần vào chiến thắng cuối cùng giải phóng đất nước, cho đến những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn tháng 4 1975, Nguyễn Văn Thiệu vẫn giữ quan hệ với người cố vấn cũ của mình, coi đây là mối quan hệ tốt đẹp trong suốt cuộc đời chấp chính. Tập hồ sơ sau đây sẽ đưa ra ánh sáng những vấn đề đến nay còn chưa rõ ràng chung quanh vụ nghi án. Nó được trình bày dưới dạng tiểu thuyết để cho về hình thức đỡ khô khan. Tuy nhiên, điều mong mỏi chủ yếu của tác giả là được chuyển tới bạn đọc những sự kiện, những chi tiết chân xác với những con người thật. Bạn đọc có thể gặp nhiều nhân vật của cuốn sách này đang tiếp tục cuộc sống bình dị của họ sau những biến cố lịch sử ở nước ta cũng như ở đâu đó một số nước ngoài. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 1 tiểu thuyết Ông Cố vấn của nhà văn Hữu Mai qua giọng đọc Kim Liên. Sài Gòn, tháng 12 năm 1958 Một buổi sáng bình thường Tới giờ làm việc ở những công sở Trên đường phố còn ngái ngủ với nhiều tiệm hàng cửa đóng kín Mới có dòng người cần mẫn, những viên chức thợ thuyền đi bộ hoặc đi xe đạp, xe máy tới công sở. Họ đã tỉnh táo sau bữa điểm tâm, một tô hủ tiếu bốc khói hoặc một nấm xôi rắc dừa, kem ly cà phê ở những quán dĩa hè. Mặt trời chưa lên hẳn, không khí trong trẻo hơi lạnh. Thấp thoáng một vài bà đứng tuổi, khoác áo len dài tay. Người Sài Gòn chỉ có một số buổi sáng hiếm hoi thế này để dùng đến chiếc áo len được tất giữ lâu ngày. Hai chiếc Mobiles mỗi xe chở hai người, tiếng máy nổ giòn, phóng qua cầu thiền hè, rồi dừng lại ở chân dốc. Hai người lật lưỡng phát lưu dông đen, ngồi ở phía sau xe, nhảy xuống bước lên hè. Họ chặn đường một người bé nhỏ, tuổi khoảng 30, có dáng dấp một viên chức hay một nhà giáo. Anh ngước cặp mắt hiền lành nhìn người đang cản mình, rồi né sang một bên định đi tiếp người để rong mép, giơ tay trái ngăn lại. Anh Hai Long hả? Dạ. Người được hỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Phía sau anh, tên mặt tru vong thứ hai cũng áp sát anh. Giật cồm cộm ở nách áo hẳn là một khẩu súng ngắn. Cặp mắt lạnh lẽo của bọn chúng báo hiệu đều chẳng lành. Tình đứng trước hai lông, chìa tay và gần như chọc lấy tay anh bàn tay hắn lạnh và cứng. Gặp nhau hay quá. Mời anh vô đây trao đổi một chút. Hắn chọn tay kia vào lưng Hai Long, tiếp tục cử chỉ thân mật. Nhưng Hai Long cảm thấy mình bị một sức mạnh đẩy vào chiếc taxi đã đổ xịt bên vỉa hè, máy vẫn nổ. Phút chốc, Hai Long đã bị ngồi kẹp giữa hai kẻ lạ mặt. Anh nhìn hai bên đường, chỉ có một tên đeo kính râm Chắc là đồng bọn đứng ở cột đèn bên kia đường đang nhìn sang. Mọi người vẫn mãi miết đi, không ai chú ý tới sự việc vừa xảy ra. Từ nhiều tháng nay, ở thành phố diễn ra nhiều cuộc lùng ráp bắt bớ. Tâm lý chung không ai muốn dây dào, cũng có thể là chúng làm leo quá. Chiếc taxi lao nhanh trên đường phố. Màn kịch tình cờ gặp gỡ thân mật đã xong bộ mặt chúng lạnh như tiền. Sao? Các ông đưa tôi đi đâu? Đáp lại câu hỏi của Hai Long là sự im lặng. Các ông là ai? Mời đi có chút việc, lát nữa sẽ rõ. Tên để râu mép trả lời khô khan. Xe phóng rất nhanh. Hai Long chỉ còn cách liếc mắt nhìn đường phố xem chúng đưa mình đi đâu. Đến phố dân đồn, xe chạy chậm lại. Tên lấy xe nhấn hai tiếng còi. Cánh cổng sắt, một ngôi nhà bên trái bỗng mở ra. Chiếc xe ngoặt lên hè, lao qua. Hai cánh cổng sắt đã khép lại phía sau như vừa nuốt chửng chiếc xe. Bên trong là một ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp đã cũ. Những cánh cửa chớp quay ra mặt đường. Tân màu xanh lá cây đều đóng kính. Tên có râu dẫn hai lông vào một căn buồn nhỏ ở ngay sát bậc thềm ra vào. Tên cùng đi, bắt đầu lục soát khắp người anh. Hắn lần lượt thu tấm căn cước, chụp chìa khóa với khăn tay, rồi mở khóa dây lưng da của anh, kéo tuột ra một cách thô bạo. Cuối cùng, hắn rút nốt cây bút máy rẻ tiền cài ở mép túi ngực. Những thủ tục này được hoàn tất một cách lặng lẽ trước cặp mắt giám sát của tên có râu. Mời sang buồn khách. Tên có râu nói như ra lệnh. Buồn khách ở liền căn phòng nhỏ. Chiếc tủ chè và cổ salon mung đen bóng chạm trổ tinh vi Một bức tranh thủy mặt lớn, lòng khung kính treo trên tường. Những chiếc đôn sứ, tất cả nối lên đây là tư thất của một gia đình khá giả. Chủ nhân phải là người đã lớn tuổi anh ngồi chờ một lát. Tên có râu quay ra để Hai Long ở lại một mình trong căn buồn. Cặp mắt Hai Long bị hút về những ô kính, nhìn vào phía trong ngôi nhà. Trước mắt anh là một cái sân rộng dẫn đến dãy nhà nằm giáp tường phía sau khu biệt thự. Tường khá cao, bên trong lại được gia cố thêm một tấm lưới thép cao không kém bức tường. Cửa ra vào những phòng ở giải nhà ngang đều khép kín. Một tên mặc sơ mi trắng Ngồi trên chiếc ghế đậu Đặt ở hành lang Anh nhận ra ngay giải nhà này Là nơi giam giữ những người bị bắt như anh Và tên mặc áo sơ mi trắng Đang làm nhiệm vụ canh gác Một người bước vào Lặng lặng kéo ghế ngồi Người hắn khá cao Nước da tối, cằm bành Đôi hầm răng nhỏ xinh xích mái tóc cắt ngắn, cái nhìn lẫn tránh. Cách ăn mặc giản dị của người đã quen với sinh hoạt kháng chiến, nói lên hắn là một tên đầu thú, một kẻ phản bội. Cùng một lúc, anh có hai cảm giác, sự lượm giọng và sự nguy hiểm. Trong cuộc chiến đấu này, đối phó với kẻ thù bên kia trận tuyến bao giờ cũng dễ hơn với kẻ thù đã từng đứng chung hàng ngũ. Sau cái liếc mắt, hắn thông thả rút nước, bốc bao thuốc đã để trên bàn. Trái với thái độ khi mới vào, hắn lịch sự đặt chén nước trước mặt Khai Long, mời anh hút thuốc lá. Khai Long rút một điếu thuốc và nói, Cảm ơn ông. Hắn cũng rút thuốc, đánh diêm hút trước rồi mới đẩy bao diêm về phía anh. Những cử chỉ xã giao tùy tiện khiến cho người đối thoại hiểu rằng hắn tự cho mình quyền làm bất cứ điều gì hắn muốn và cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra theo chiều hướng ấy. Tôi ở đoàn công tác miền Trung của ông cô giáo Ngô Đình Cẩn. Một cái nhìn sắc lẹm phóng về phía Hai Long. Dạ, đối phương hẳn đang lạnh buốt sống lưng. Người nào bị bắt cũng cảm thấy sự hiểm nghèo khi rơi vào nanh vuốt của Ngô Đình Cẩn. Cẩn là cậu út trong bảy anh chị em nhà họ Ngô. Y là người ít học nhất trong gia đình bù lại y vượt các anh chị về tính tình tàn bạo tẩn được trao nhiệm vụ làm cố vấn chỉ đạo miền trung một chức vụ tưởng như hữu danh vô thực nhưng trong thực tế cầu úc thu tốn mọi quyền hành tẩn không chỉ là ông vua ở miền trung mà còn giới tay đến những tỉnh miền nam không trừ sài gòn là nơi hai anh của y ngô đình diệm và ngô đình nhu đang chấp chính hai long vẫn thu hai tay ngồi im nhìn người đối thoại với cặp mắt chất phát. Hắn tránh đôi mắt của hai lông, quay mặt về phía cửa kính, chuyển sang giọng tâm tình. Chúng mình đều là người kháng chiến cả. Ta sẽ nói chuyện thẳng thắn. Tôi không cần giấu anh. Tôi là Dương Văn Hiếu, trưởng ty công an thừa thiên. Trước đây là quỹ viên ban tư pháp của khu 3. Dạ. Chắc anh hiểu vì sao tôi mời anh đến tôi đang đi ở thị nghè thì có người kêu lên xe đưa về đây hai hàm răng xinh xích của hiếu hơi nghiến lại đôi bắp thịt quay hàm nổi lên hắn thích được đối phương đầu hàng ngay từ giây phút đầu tiên gần đây hắn đã giành được một số thắng lợi khá dễ dàng nhưng hắn tỏ ra tự kiềm chế đúng vậy tôi đã cho người đi rước anh nếu anh chưa muốn hiểu thì tôi đi thẳng vào ngay vấn đề các anh đến đây. Hiếu nhấn mạnh vào tiếng các anh. Không có lệnh truy nã. Chúng tôi không dùng luật pháp để bắt các anh. Không ai biết các anh đến với chúng tôi. Chiều nay, anh sẽ đi làm việc như bình thường. Anh nói anh bị đau nên gián mặt ở sở một buổi. Nhưng anh cũng có thể ở lại đây mãi mãi mà không ai biết. Sẽ không có luật pháp nào can thiệp. Đó là cách làm của chúng tôi không phải cách làm của hắn mà của ông cậu. Ông cậu không xét xử theo luật pháp dù là luật pháp của Việt Nam Cộng Hòa. Vì luật pháp là một điều quá khó hiểu đối với trình độ học vấn của ông cậu, quá xa lạ với bản chất của y. Hiếu không chỉ đe dọa mà còn muốn nói rõ cho mình biết tình thế hiện tại. Hai Long nghĩ. Hiếu vẫn chậm rãi. Ông cô vẫn chỉ đạo miền Trung đánh giá rất cao những người kháng chiến cũ ông cố vấn tin rằng nếu có sự hợp tác giữa người kháng chiến cũ với người quốc gia sẽ thống nhất được đất nước trong hàng ngũ quốc gia không có sự kỳ thị tôi cũng là việt minh hồi nhưng quốc gia vẫn trao trọng trách anh có ý kiến gì khác không nhưng thưa ông tôi đâu phải là người phía bên kia thiếu cười nhạt tôi muốn kêu gọi thiện chí của anh nhưng ít nhất lúc này anh đã làm tôi thất vọng anh chỉ có hai sự lựa chọn. Một là chân thành hợp tác với chúng tôi để trở về. Hai là cứ trung thành với lý tưởng để dù sát ở đây. Không cần xét xử. Dễ mặt hiếu trở nên ngào mạn Hai con chuột đôi bên quay hàm nổi lên rất to. Tiếng nói của hắn bỗng xích lên. Tôi đã từng đập tan toàn bộ mạng lưới tình báo quân sự ở miền Trung. Và đang làm tiếp ở Sài Gòn. Anh chưa tin à? Hắn quắt mắt nhìn hai long dạ không phải như vậy nhưng ở trường hợp của tôi tôi e có sự lầm lẫn cặp mắt cười đối thoại mở to để lộ vẻ ngạc nhiên và chân thật đến mức làm hiếu hơi sững người nhưng rất nhanh mặt hắn lặn đi anh đừng ngây thơ tưởng rằng chúng tôi biết về anh quá ít tôi đã có vài tháng theo dõi anh tôi dành cho anh một thời gian lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ đừng để chúng tôi phải đợi lâu hiếu dục đứng dậy bỏ ra ngoài. Tinh mặc dù còn rất trẻ, vừa dẫn hai lông đi, vừa quýt sáo. Hắn mặt anh lẻo đẻo theo sau. Chắc hắn nghĩ, đã chào tới đây, chỉ có một cánh bay lên trời mới ra khỏi. Hai người đi qua một khu vườn, lá rụng đầy. Những chậu cây cảnh qua quý lâu ngày không được chăm sóc. Giữa giường nổi lên một cái chuồng đồ sộ. Chủ nhân ngày trước nuôi thú bây giờ trong chuồng chứa đầy những phi xăng nơi dự trữ nhiên liệu cho những chiếc taxi trá hình ngày ngày phóng đi lùng bắt cán bộ kháng chiến nhìn cái chuồng thú hai long chợt nhớ ra một lần đi ngang phố dân đồn một người bạn đã kể với anh nhà anh bảy diễn ở quảng này trong nhà có vườn nuôi thú bảy diễn là người cầm đầu lực lượng võ trang bình xuyên đã được bảo đại phong cấp tướng sau khi phế trúc bảo đại, Diệm quay ra đàn áp Bình Xuyên, tướng Lê Văn Diễn phải bỏ chạy khỏi Sài Gòn. Đúng như Hai Long đã đoán trước, anh được đưa tới giải nhà ngang. Tên gác rời chiếc ghế đẩu, dẫn Hai Long về một căn phòng ở gần cuối giải. Hắn nói buông sỏng. Vô! Trong căn phòng trống vết, hô xì, tường dơ loan lỗ, chỉ có đọc một chiếc ghế bố hai long lấy tay đập bụi trên mặt giải đẩy chiếc ghế vào sát tường rồi nằm dắt tay lên trán mấy ngày qua không có gì báo hiệu tai biến sắp tới chúng đã đột ngột chộp bắt anh trung tâm đã chuẩn bị cho anh rất chu đáo một lý lịch mới với đầy đủ những giấy tờ gốc một quá trình làm việc thực sự với kẻ địch anh đã đi xa một nửa dòng trái đất trước khi trở về sài gòn ở đây anh cũng đã có một bình phong khá tốt. Và nhất là anh vẫn đang ở thời kỳ ẩn nhẫn đời, đời thời. Chưa có hoạt động hiệp vụ nào khiến kẻ địch phải chú ý. Hai Long nằm nhớ lại từng lời của tên mật vụ. Hắn vẫn úp lá bài, chưa hề hé ra, hắn bắt anh vì chuyện gì. Vẫn chỉ có một câu nói đó thôi. Câu nói đã làm anh suy nghĩ từ khi vừa buộc khỏi miệng hắn. Anh đừng tưởng rằng Chúng tôi biết quá ít về anh. Chúng tôi đã có vài tháng để theo dõi anh. Mấy tháng qua, anh không có một hoạt động nào đặc biệt. Hàng ngày, anh đi làm ở sở, ra thư viện, chở hàng đến chợ giúp vợ, thỉnh thoảng xuống nhà thờ bình an. Hoàn toàn vẫn như trước đây. Bất chợt, anh nhớ tới một ánh mắt. Cách đây hơn ba tháng, anh đã bắt gặp ánh mắt đó ở gần cầu Thiện Nghè, không xa nơi bọn địch vừa bắt anh. Bữa đó, anh cũng tới sở như sáng nay. Anh linh cảm thấy có ai đang nhìn mình. Ngó sang bên kia hè, anh đã không lầm. Một người ngồi trước cửa một ngôi nhà với tờ báo trong tay, đang chăm chú nhìn anh qua cặp kính mát. Mặt anh ta đồ vẻ chăm chú tột độ. Người đó tưởng là giấu được cái nhìn sổ sàng và nhâm hiểm sau cặp kính sẫm màu, nên mắt y không rời anh. Y không biết hai lông có một đôi mắt rất tốt. Trong giây lát, anh đã thu được trọn vẹn cái nhìn, khuôn mặt dài và chót với nước da đen sạm của anh ta. Hai lông nghĩ ngay tới một tên hậu chánh và hắn vừa nhận ra mình. Nhưng sau khi luộc tìm trong trí nhớ, trí nhớ của anh ít khi đến lừa anh. Anh nhận thấy mình không hề quen biết con người này. Tuy vậy, anh vẫn cẩn thận rẽ qua một con đường khác vào quán uống một ly cà phê quan sát không thấy có ai đi theo. Bây giờ, anh mới tới sở. Anh không gặp lại người này nữa. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Mười ngày sau, anh quên ánh mắt khó chịu đó đi. Nhưng sự trùng hợp về thời gian đã làm anh nhớ lại một lần nữa. Con người mặt đen sạm và chắc với cái nhìn không lương thiện của y, anh vẫn thấy mình chưa bao giờ có quan hệ với người như vậy nhưng trong cuộc đời vẫn thường xảy ra trường hợp một người mình không quen biết lại biết rất rõ về mình hai long bỗng nghe thấy những tiếng gõ cạch cạch nho nhỏ ở phía bên kia đường từng ba tiếng một đều đều một người nào đó muốn ra ám hiệu cho anh ư người đó là ai người quen à một người cùng chung số phận hay một tên khiêu khích được cài sẵn ở phần bên để dò xét cuối cùng anh đập bàn tay hai lần vào tường. Tuyền người đó muốn hiểu đây là sự hưởng ứng, tiếng gọi tìm bạn hay một cách khước từ. Hãy để cho tôi yên. Một giọng bắt vừa đủ nghe từ buồn bên dòng sang. Mới tới phải không? Mới tới. Mỗi căn phòng với dãy nhà ngang chỉ cách nhau một bức tường lửng, không có trần. Nên những người ở gần nhau vẫn có thể chuyện trò trao đổi. Gặp xếp chưa? Rồi. Hai Long phải không? Sao người này lại gọi đúng tên mình? Ai đó? Cũng vì bác nhiên thôi. Sáng nay nghe các ông nhắc tên anh. Một lát thì anh tới. Dòng nói tự nhiên. Hai Long linh cảm đây là một người tốt. Lời thăm hỏi của người cùng cảnh ngộ. Hay một cách báo tin tên phản bội tố cáo anh hiện có mặt ở đây. Không thể xét đoán dò dàng câu chuyện dừng lại ở đó. Hai Long cảm thấy được an ủi, mình không biến mất tâm. Ít nhất, ngoài bọn chúng, cũng còn một người nữa biết mình bị bắt cóc vào đây. Hàng ngày, Hai Long sinh ra ngoài vài lần để rửa mặt hoặc đi cầu tiêu. Anh hy vọng bắt gặp một người quen. Biết đâu đó là chính là kẻ đã tố giác anh. Chỉ có phát hiện ra hắn, anh mới có hướng chuẩn bị cụ thể để đối phó với tên Hiếu trong cuộc gặp tới nhưng anh chỉ thấy toàn những bộ mặt lạ lẫm một lần anh nhìn thấy hiếu ép tay sau lưng lững thững đi quanh chuồng thú anh toàn chào hắn để giữ đúng thái độ của một người bị quan đang chờ hắn xem xét lại hiếu giả tảng không nhìn thấy anh rất nhiều mối lo đến với hai long điều tốt nhất đối với những người hoạt động bí mật là không để kẻ địch đánh hơi thấy khi chúng đã đánh hơi được thì cơ may để tiếp tục công tác chỉ còn rất ít. Vì mọi sự bố trí, che đậy, dù chu đáo đến mấy, vẫn có những kẻ hở. Chúng đã làm gì với gia đình anh sau khi anh bị bắt? Vợ con anh sẽ đối phó thế nào trước những câu hỏi thăm độc, trước sự tra khảo của chúng? Chúng có tổ chức rình rập ngay tại nhà anh không? Cấp trên đã biết anh bị bắt chưa? Anh tự thấy có nhiều thiếu sót trong sự chuẩn bị cho gia đình đối với trường hợp này. tên nhà bếp vào thu bát ăn, thấy cả suất cơm với miếng thịt mỡ còn nguyên, hắn hỏi: Răng không mời, tôi có đạo. Từ sao kiện thịt hỉ? Chiều lấy rau thôi ha. tình gác xăm xăm từ đầu nhà đi lại, chuẩn bị chiều nay lên gặp sếp. Dương Giang Hiếu ngồi chờ Hai lông trong một căn buồng sếp, cửa sổ đóng kín giữa ban ngày ngọn đèn điện dẫn sáng. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế tựa soàn xỉnh, rõ ràng là một nơi hỏi cung. Chắc anh đã có đủ thời gian suy nghĩ về những điều tôi nói bữa trước. Hiếu mở đầu với giọng ôn tồn. Dạ, tôi nóng lòng được gặp ông. Vì thấy bị bắt giữ lâu quá. Hôm trước thấy ông ở ngoài giường, tôi đã toàn đề nghị hai long quyết làm cho hắn phải bật ra cái lý do vì sao đã bắt mình hiếu rút trong ngăn kéo ra một xấp giấy đặt trên bàn anh ngồi đây viết bản tường trình lý lịch và quá trình hoạt động theo những đề mục đã ghi từ chiều nay mỗi ngày hai buổi anh lên đây viết cho xong anh cần nhiều thời gian không chắc cũng không lâu tôi dành cho anh một cơ hội để biểu hiện thiện chí hiếu nở một nụ cười thâm hiểm rồi quay ra Hai Long khai mình xuất thân từ một gia đình công giáo có ít nhiều ruộng đất ở miền Bắc, quê nội ở Thái Bình, quê ngoại ở Phát Diệm. Thời thanh niên học tại Hà Nội, kháng chiến chống Pháp và bộ đội Việt Minh bị kỳ thị vì gia đình là địa chủ và công giáo. Anh bỏ bộ đội về Phát Diệm, sống với bên ngoại một thời gian rồi quay vào Hà Nội tiếp tục đi học. Khi được tin gia đình ở vùng Việt Minh bị đấu tố trong cải cách ruộng đất, anh bỏ học vào quân đội pháp với ý định chiến đấu trả thù pháp thất bại ở điện biên phủ rút quân về nước anh chán nản quyết định đi theo quân đội pháp hy vọng có thể tiếp tục học ở phương tây nhưng tới khi sang pháp anh chỉ kiếm được một công việc làm ăn độ nhật tại một nông trang trồng nho vợ và các con sống ở sài gòn gặp nhiều khó khăn yêu cầu anh trở về từ đó tới nay gia đình anh sống cuộc đời của những người giáo dân di cư lương thiện, chăm lo làm ăn, kiếm sống, không đóng góp được gì nhiều, nhưng không hề làm điều gì phương hại cho quốc gia. Anh không hiểu gì đâu, mình bị bắt. Anh tin chắc đây là một sự lầm lẫn, yêu cầu phải trả tự do cho mình và thông báo ngay cho gia đình biết anh đang bị cầm giữ ở đây. Ba ngày sau, khi Hải Long nộp bản tường trình, thiếu gọi anh lên Hắn ngồi đợi ở bàn với vẻ mặt lạnh lùng, chỉ hơi nhếch mép đáp lời chào của Hai Long. Tôi đã nói, không phải vô cớ mà tôi cho bác anh. Dạ, tôi không nói là như vậy. Nhưng với lời khai báo thế này, thì có nghĩa là anh bị bắt quan. Những điều tôi khai đều là sự thật. Tôi sẽ xin nộp đủ giấy tờ để các ông xua tra. Chính là giấy tờ khai này, anh đã tự tố cáo anh là một tên diệt cộng nằm dùng. Tôi chưa hiểu ý của ông. Kiếu quay ra cửa nói to. Mời ông tá sang. Hắn đã buộc phải lộ con bài. Hai Long nghĩ. Chắc đây là một nhân chứng. Hãy chờ xem. Một người xuất hiện trước cửa. Hai Long nhận ngay ra chính là tên mặt đen và chắc anh đã gặp ở cầu Thiền Nghè. Bữa nay, hắn không đeo kính mát. Hắn đứng ngay người hai tay để xuôi đúng nẹp quần, nói rắn rỏi. Tôi có mặt. Một thói quen nhà binh lâu năm. Hắn bước vào phòng, đàng hoàng kéo ghế ngồi. Hai Long đã hiểu vì sao bữa nay căn phòng này lại có thêm chiếc ghế thứ ba. Hắn ngồi nhìn anh trân trân, sổ sàng, gần như uy hiếp. Hai Long vẫn giữ nguyên vẻ bình thản không né tránh cái nhìn của hắn. Với hắn, hắn chỉ là một kẻ không quen biết thiếu chăm chú theo dõi có vẻ như hơi ngạc nhiên vì cuộc đối chứng đã không đem lại kết quả tức khắc chờ đợi một lát hắn hỏi hai long anh có biết đây là ai không hai long nhìn thêm người ngồi trước mặt một chút rồi đáp tôi chưa có hân hạnh được biết ông đây tên mặt đen cười nhạt nhưng tôi lại biết quý anh rất rõ biết cả tính danh và chức vụ đảng của anh khi ở miền bắc anh là vũ ngọc nhã Dạ Tôi là Tá, Tá Đen Quân báo của Trung đoàn 6 Đại đoàn Đồng bằng Tôi đã làm việc với anh không phải chỉ một lần Trong trận càng bẹt khi Dạ Hai lòng biết đã rơi vào trường hợp Không may của những người hoạt động bí mật tình cờ Gặp phải một tên hầu chánh Hiểu rõ nguồn gốc của mình Cần dành lại ngay chủ động Anh thẳng nhiên nói tiếp Vậy mà tôi không nhận ra ông trí nhớ của tôi gần đây tệ quá hồi đó tôi là thị quỷ thái bình tôi mang bí danh để hoạt động cho việt minh ở vùng pháp chiếm đóng tôi vẫn thường đến làm việc với anh sinh và anh hằng ở ban quân báo trung đoàn anh là cấp quỹ đảng cao thì chỉ chú ý đến thủ trưởng chứ nhìn ngó gì đến cánh lính trắng chúng tôi tá đèn nói với giọng mỉa mai anh là cấp quỹ đảng cao thì chỉ chú ý đến thủ trưởng Chứ nhìn ngó gì đến cánh lính trắng chúng tôi Tá đen nói với giọng mỉa mai Hồi đó thường làm việc ban đêm Đèn dầu tù mù Đâu có điện sáng choang như bây giờ Nhưng tôi nhận ra anh rồi Dạo ấy ta gặp nhau ở làng cội Vũ Tiên phải không? Làng cội Tá đen cũng có vẻ khoái Khi ung lại một thời quanh liệt của mình Thiếu lộ vẻ khó chịu vì thấy cuộc đối chứng lại biến thành cuộc gặp gỡ ung lại kỷ niệm giữa những người bạn chiến đấu cũ. Tá đen đã nhận ra vẻ không hài lòng của cấp trên. Hắn chuyển giọng. Tôi gặp anh luôn, mà anh không biết đấy thôi. Tiếp quản thị xã Thái Bình, tôi còn gặp anh kia mà. Điều này thì chắc chắn anh lầm. Sau trận càng mệt tuy tôi về khu chỉnh quấn cách mạng Việt Nam. Biết mình không thể sống với Việt Minh, tôi trở về phát diệm luôn và sau đó vào thành. Từ năm 1953, tôi đã ở trong quân đội Pháp. Ta đen sừng sổ. Anh đừng có nói tôi lầm. Không cái gì qua mắt thằng quân báo. Tám, chín năm không gặp anh. Chỉ thoáng nhìn thấy anh ở cầu Thiện Nghè. Tôi nhận ra liền. Kính thưa quý vị, mở đầu tiểu thuyết là một cuộc bắt cóc diễn ra tại chân cầu Thiên Hè Sài Gòn vào tháng 12 năm 1958. Hai Long bị ép buộc phải đi theo hai người đàn ông lực lưỡng một khẩu súng ngắn áp vào sườn thay lời cảnh báo nếu anh phản kháng cặp mắt lạnh lẽo của bọn chúng báo hiệu nhiều điều chẳng lành bằng một sức mạnh lớn tên mặc áo lô xong đẩy hai lông vào chiếc taxi đang đổ xịt bên vỉa hè máy dẫn nổ phút chốc anh bị ngồi kẹp giữa hai tên lạ mặt đeo kính rầm hai lông nhìn hai bên đường như để cầu cứu song mọi người vẫn mải miết đi không ai chú ý tới việc vừa xảy ra từ nhiều tháng nay ở thành phố diễn ra nhiều cuộc lùng ráp bắt bớ, tâm lý chung không ai muốn dính vào. Bọn chúng đưa anh đến một ngôi biệt thự ở trường Bến Dân Đồn. Sau khi lục soát và tạm thu mọi vật dụng anh đang mang trên người, tên có râu để anh vào một căn phòng lớn và bảo anh ngồi chờ ông Đoàn. Ông Đoàn là ai? Vì sao lại muốn gặp anh mà lại sử dụng trò bắt cóc? Để tiếp tục dõi theo những trang chăn đầy tính mạo hiểm, kính mời quý vị đón nghe phần 2 tiểu thuyết Ông cố vấn của nhà văn Hữu Mai trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt